Vào thời điểm trên, người đi đường có thể nhìn thấy cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ khu vực này. Một số người chứng kiến cho biết ngọn lửa bùng phát tại khu vực bán hàng dịch vụ của khu vui chơi. Phát hiện có cháy, mọi người nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy hoàn toàn được khống chế. Tuy nhiên, nhiều bàn ghế, đồ chơi đã bị thiêu rụi. May mắn là không có thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện.